Anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Anh sẽ là câu hát mà hàng ngày em ngân nga. Em đừng là cơn gió mà vội vàng lại đi qua. Vì em đến bên anh thì như một món quà. Sau cơn bão tố em là bầu trời trong xanh. Em là bà cát trắng, anh thì là biển long lanh. Anh chẳng mơ ước những điều thật xa xôi. Chỉ cần có em luôn bên anh là đủ rồi. Hey girl, I just wanna be with you. Hey girl, I just wanna be with you. Hey girl, I just wanna be with you. I just wanna be with you. Thì em thấy chị Camu rất là cố gắng. Và khi mà lên video như chị vừa thấy thì kiểu cái phần hát nó rất là tiến bộ hơn so với cái lúc mà tập. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em hay sao? Một thế giới màu hồng. Dù mọi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, dù thích. Ngoại hình khá là xinh xắn và kiểu dễ thương, cute, nên là với một giọng hát thì nó lại trái ngược hoàn toàn. Cái giọng nó hơi trầm và trầm mà kiểu của nữ ạ. Nghe rất là cuốn thì nhưng mà một lời góp ý cho Ruby là lần sau mà quay video thì nhép miệng kỹ hơn một tí nhé em. Chắc là cái điệu bấm bút này do bạn nghĩ ra hay không biết là do bạn nghĩ ra trong chương trình. Mình thấy cũng là một điểm nhấn cho bài hát của bạn. Và thứ hai, khi mà nghe chất giọng của bạn trong team của Ngô Đình Nam thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trong những thí sinh nặng ký của team Ngô Đình Nam. Cây không muốn lá dài cành khi lá vàng còn xanh. Yêu đương khó quá thì trả về không với em. Một người luôn yêu anh nhớ, chắc chắn sẽ không mở đi khiến anh phải buồn được đâu. Phòng ba sóng gió phủ đầu em vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao em cũng vui lòng làm người em gái đến suốt đời này được không? Không nói về gì về vấn đề chuyên môn hay gì, nhưng mà mình thấy nó rất là chiến và mình kiểu như là em cảm giác là em sẽ xem từ đầu đến cuối. Cuốn hả? Ừ, cuốn. Và em nghĩ là các bạn khác sẽ rất nghĩ là xem, khi mà cảm giác xem cái video này thì mình sẽ rất là muốn xem hết nó. Mình nghĩ chắc là chất giọng của bạn ấy sẽ phải luyện lại khá là nhiều, chắc là bạn cũng chưa quen. Và nhìn bạn hiền á, ý là nhìn bạn rất là hiền á. Đúng rồi, hiền mà kiểu có hiền không? Cái ở ngoài thì Tuyền có vẻ là hiền hơn so với bốn bạn còn lại, nhưng mà khi mà lên clip thì chị thấy là em thấy là cháy nhất đấy. Tiếp mục kiểu như là tự tin, nói chung là bạn tự tin, bạn có tinh thần. Anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Anh sẽ là câu hát mà hàng ngày em ngân nga. Anh đừng là cơn gió mà vội vàng lại đi qua. Vì em đến bên anh thì như một món quà. Sau cơn bão tố em là bầu trời trong xanh. Em là bờ cát trắng, anh thì là biển long lanh. Anh chẳng mơ ước những điều thật xa xôi. Chỉ cần có em luôn bên anh là đủ rồi. Giọng rất là đáng yêu, giọng cứ như là con mèo con hát ấy. Và cái động tác khi bạn ấy hát thì mình nghĩ là sẽ giúp cho bài hát của bạn ấy trông thêm sinh động hơn. Rất là trong sáng, đáng yêu. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất thôi là nhếch miệng hơi lạnh. Nên là mấy cái vấn đề này thì chú ý lần sau nhá. Tình là thế, oh baby, em và anh là superstar đêm nay. Bởi vì thế, I go insane every time anh bên mình. Em chẳng muốn anh cần
I will keep you safe inside my eyes so screen. Là một phút tỏa lên rằng sao trời không mang anh về, vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề. Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh. Will be safe inside my anxious queen. Hình như là khi mà bạn ấy ngồi hát một chỗ sẽ không được thoải mái cho lắm thì phải. Nên là giọng hát mình nghe thế nó chưa được thoát hết ra ấy. Bạn này có một cái đặc điểm mà hở khác nhất với mấy bạn còn lại là bạn này hát cao độ đúng. Ủa chứ mấy bạn khác không cao độ đúng chắc. Bạn này đúng nhất. Đây là phòng thu rồi, nó là tune rồi nên là cao độ của bạn nào cũng đúng hết và không. Nhưng mà đối với chị nghe thì thấy bạn này là đúng nhất. Thì em bây giờ em có chấp nhận là em bác bỏ không? Em bác bỏ em ý không hề bác không? Bỏ nhưng mà như giờ biết là phòng thu. Bây giờ bạn bây giờ chị nói là bạn này cao độ đúng nhất thì chắc không. Gì mấy bạn đấy xài tune như em. Không phải là tune như em nhưng mà ý là em nghe em biết tại vì cái tiết mục chỉnh chu thì không thể nào để một cái giọng mộc. Nhưng mà được. Đối với chị nói là riêng đối với chị. Có sao vẫn quay. Top 3 bạn còn lại để mang lượng một bạn đi tiếp vào vòng trong thì Nam đang khá là đau đầu. Nam nghĩ là Nam sẽ chọn Udi. Tại vì Nam khá là bất ngờ về cái giọng hát của bạn. Thì tuy là chưa được xuất sắc lắm thôi. Nhưng mà bạn có một cái ưu thế là học hỏi rất là nhanh. Thì đó là một cái bạn tiếp thu nhanh, đó là một cái ưu thế của bạn. Nên Nam nghĩ là vòng 2 sẽ cần những thứ như vậy. Free Fire. Ngày mai có gì? Subscribe là biết.